Khắc Tiệp, tôi đã tìm được người thay thế Ngọc Trinh. Phụ Khắc Tiệp cho biết, gà mới của anh sẽ đi theo con đường Ngọc Nữ, chứ không phải là nữ hoàng nội y. Mới đây Ngọc Trinh và ông bầu Khắc Tiệp cùng dàn chân dài của Venus đã có dịp ra Hà Nội để chúc mừng cô em gái Kỳ Hân lên chức bà chủ. Nhưng dịp này, ông bầu Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ về việc anh đã tìm được người mới thay thế Ngọc Trinh. Khắc Tiệp chia sẻ rằng, việc nhiều năm cộng tác với Ngọc Trinh sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, nên anh nhận ra rằng đã đến lúc mình nên lăng xê cho một nhân vật mới. Người được lựa chọn lần này của Khắc Tiệp sẽ không đi theo con đường người mẫu nội y của đàn chị mà theo đuổi con đường diễn xuất. Khắc Tiệp tự tin khẳng định rằng cô gái bí ẩn này sẽ làm nên chuyện tại showbiz Việt với hình ảnh Ngọc Nữ. Trong cuộc nói chuyện này, Khắc Tiệp cũng dành nhiều thời gian nói về phẫu thuật thẩm mỹ, chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây trong showbiz Việt. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình về bộ phim Giải Mã NT56 của Ngọc Trinh. Thật ra trong buổi ra mắt cũng là lần đầu tiên Tiệp xem Giải Mã NT56. Lúc đầu mình nghĩ có lẽ đây chỉ là MV ca nhạc bình thường để làm kỷ niệm thôi. Nhưng khi thấy những cảnh hành động và những cảnh quay thì Tiệp vô cùng tự hào. Mình nghĩ rằng Trinh luôn làm tốt hơn những gì cô ấy nói. Theo anh, Ngọc Trinh có nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình? Chắc chắn Trinh sẽ là một diễn viên tốt nếu có dự án phim phù hợp. Có người nói rằng nếu thiếu Ngọc Trinh, Khắc Tiệp sẽ là con số 0. Anh nghĩ gì về điều này? Nếu thiếu Ngọc Trinh, Khắc Tiệp sẽ tốt hơn và có nhiều Ngọc Trinh khác nữa. Còn cứ giữ Ngọc Trinh này thì không ai có thể thay thế được. Ở thời gian tới, Tiệp và Trinh sẽ giãn ra để dành thời gian cho sự nghiệp kinh doanh. Quan trọng hơn, mình sẽ tiếp tục lăn xê một nhân vật mới. Nếu cứ đi theo hình ảnh Ngọc Trinh trong nhiều năm thế này thì sẽ không còn gì mới nữa. Anh đã tìm được người thay thế Ngọc Trinh chưa? Tôi đã tìm được và chắc chắn là người này sẽ làm nên chuyện tại showbiz Việt. Theo dự kiến, năm nay hoặc năm sau, người này sẽ ra mắt. Không phải phiên bản Ngọc Trinh, nhưng sẽ là một nhân tố đặc biệt tại showbiz. Liệu cô ấy có bắt đầu hình ảnh người đẹp nội y như Ngọc Trinh? Không, cô ấy không đi theo con đường của Ngọc Trinh, mà là một diễn viên thực thụ. Cô ấy là Ngọc Nữ màn ảnh và là diễn viên có năng lực. Khắc Tiệp từng tiết lộ rằng năm 34 tuổi sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Liệu điều này có đúng không? Tiệp nghĩ hoàn toàn đúng. Năm nay Tiệp đã làm được những điều mà chỉ mình mới có thể làm được. Tiệp đã làm chương trình ở Đức, Úc và sắp tới là Paris. Phải chăng Tiệp chọn cách tấn công thị trường quốc tế thay vì Việt Nam? Mình thích phiêu lưu mạo hiểm, bằng chứng là những gì mình làm không ai có thể làm được. Hơn 12 năm cộng tác cùng nhau, chắc chắn Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã từng có mâu thuẫn. Cả hai giải quyết chuyện này như thế nào để tiếp tục đồng hành cùng nhau? Thực ra Tiệp và Trinh rất ít khi mâu thuẫn. Nếu như có mâu thuẫn, hai người cùng lựa chọn im lặng để mọi thứ lắng xuống. Khoảng 1-2 tuần sau mọi thứ trở lại bình thường thì mâu thuẫn lại được giải quyết. Gần đây, câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trở thành một đề tài gây xôn xao dư luận. Đặc biệt là câu chuyện của nam ca sĩ Đức Phúc. Với nhiều ý kiến trái chiều, bạn nghĩ sao về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở thời điểm này? Sau khi nhìn Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ, mình muốn đi làm ngay để đẹp như Đức Phúc. Có phải ở showbiz Việt bây giờ đang chuộng nhan sắc thay vì tài năng? Theo Tiệp, đây đã là quan điểm của quá khứ. Ở thời điểm hiện tại chỉ có đẹp thôi, không thể khiến mình nổi tiếng được. Muốn nổi tiếng vẫn phải có tài năng. Bạn có lời khuyên nào cho việc phẫu thuật thẩm mỹ? Đơn giản thôi, chỉ cần bạn chọn đúng trung tâm thẩm mỹ và bác sĩ uy tín. Mình hoàn toàn ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, bởi chẳng có ai có thể đẹp tự nhiên lên được. Bất ngờ trước mức học phí sau việc đầu tư cho con đi học. Nhà nhà cho con đi học quốc tế, nhưng gia đình này quyết cho bé đi học công lập với mức học phí khá choáng. Không chỉ người bình thường, các ngôi sao nổi tiếng còn có những mối lo chung về việc học tập của con cái. Có nguồn tài chính dồi dào nên nhiều sao không ngại đầu tư cho các bé có môi trường học tập tốt nhất. Con theo học những trường quốc tế đắt giá, những ông bố bà mẹ trong showbiz Việt thường phải bỏ ra đến cả 100 triệu đồng tiền học phí. Tuy nhiên, có một cặp đôi nổi tiếng, hàng tháng kiếm được tiền tỷ nhưng chỉ đầu tư 1 triệu đồng một tháng cho con đi học. Sinh ra đã giàu, tiền học phí của Subel cũng khủng không kém nhiều sao nhí trên thế giới. Được biết cậu nhóc đang học tại một trường mầm non quốc tế với mức học phí khủng lên đến 219,5 triệu đồng một năm. Cậu bé Thoát, con trai của người đẹp Dương Thùy Linh và nhiều sao Việt khác cũng cho con em học ở trường này. Bản học phí cao ngất ngưỡng của nhóc tì nhà sao tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Trương Quỳnh Anh cũng là một sao rất quan tâm đến việc học hành của con cái.
Một năm cô phải chi khoảng 100 triệu đồng để đóng tiền cho bé Susie theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Sài Gòn. Là người hùng của nhiều nông dân, Quyền Linh ở nhà cũng là một người bố nghiêm khắc nhưng rất thương con. Hai cô con gái của vợ chồng Quyền Linh mức học phí là 276 triệu đồng một năm. Đồng nghĩa với việc nam diễn viên phải bỏ ra nửa tỷ để các con có được môi trường học tập tốt nhất. Bất cứ phụ huynh nào cũng đều mong muốn cho con cái của mình được ăn học ở một môi trường tốt nhất và Lệ Quyên cũng vậy. Số tiền mà Lệ Quyên bỏ ra cho con đi học khiến nhiều người phát hoảng, hơn 128 triệu đồng một năm đến hơn 350 triệu đồng một năm. Riêng phí ghi danh cho học sinh mới nhập học là 25 triệu đồng. Để có môi trường phát triển tốt nhất, vợ chồng Tuấn Hân quyết định chọn một môi trường mầm non quốc tế ở Hà Nội. Riêng học phí tùy từng lớp, nhưng số tiền Tuấn Hân bỏ ra cho con vào khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, các chi phí khác như học phẩm, đồng phục, cơ sở vật chất cũng ngốn không ít tiền của vợ chồng Tuấn Hân. Duy Mạnh cũng không kém cạnh khi cho con trai học tại một trường quốc tế. Riêng phí nhập học đã ngốn 5 triệu và đóng cả năm hơn 110 triệu đồng. Ngoài ra, các chi phí khác như ăn uống, xem sách và mua đồng phục cũng khủng không kém. Tuy nhiên, các sao trên vẫn chưa bằng nam ca sĩ đông con nhất nhì showbiz Việt. Mỗi tháng, gia đình Lý Hải Minh Hà chỉ tốn 1 triệu đồng vì con học trường công. Thay vào đó, gia đình tập trung cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa và đi học thêm. Chỉ riêng môn tiếng Anh, Minh Hà đã cho con đi học tại trường học có tiếng với mức khủng dao động từ 8 đến 22 triệu tùy theo thời gian. Khối tài sản cực khủng của anh trai Bảo Thi và vợ tương lai đều là những người thành đạt trong công việc, nên anh trai Bảo Thi và vợ sắp cưới sẽ sở hữu khối tài sản chung cực khủng khi về chung một nhà. Anh trai Bảo Thi Thế Bảo và vợ sắp cưới Hot Girl Trang Biu La sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 8 tới đây, chỉ sau vài tháng công khai tình cảm. Dù không hoạt động trong làng giải trí, nhưng cặp đôi này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, từ khi công khai bạn gái là Hot Girl Trang Biu La, anh trai Bảo Thi càng được chú ý nhiều hơn, bởi trước đây Thế Bảo từng vướng phải chuyện tình ồn ào trên mặt báo cùng Tâm Tiết. Được biết, Thế Bảo và Trang Biu La đã có một thời gian hẹn hò, nhưng cả hai không công khai vì muốn có được cuộc sống riêng. Đáng chú ý là, hot girl Trang Biu La sở hữu khối tài sản cực khủng dù mới ngoài 20 tuổi. Còn anh trai Bảo Thi cũng là một kiến trúc sư, doanh nhân thành đạt. Nên tài sản mà cặp đôi này cùng sở hữu khi về chung một nhà đã trở thành sự hiếu kỳ của đông đảo khán giả. Chị dâu tương lai của Bảo Thi tên thật là Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1994 và lớn lên trong một gia đình giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Trang Biu La còn có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ và từng làm người mẫu ảnh cho các tạp chí, kênh truyền hình tuổi teen trong nước. Năm 2013, Trang Biu La từng đoạt giải ngôi sao tài năng trong cuộc thi ngôi sao thời trang. Sau đó một thời gian, cô tập trung kinh doanh và rất thành công ở lĩnh vực mỹ phẩm, bất động sản. Năm 2016, Trang Biu La được vinh danh Á Khôi 3 của cuộc thi Duyên dáng doanh nhân 2016. Chỉ cần nhìn qua trang cá nhân của Trang Biu La cũng có thể thấy, dù mới 23 tuổi, nhưng cô đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước như một công ty riêng, xế hợp 15 tỷ, bộ sưu tập hàng hiệu. Trang Biu La được biết đến là một người mẫu ảnh và doanh nhân thành đạt ở tuổi 23. Chiếc xế hộp mà cô đang sử dụng có giá trị lên tới 15 tỷ đồng. Trang Biu La còn sở hữu thân hình nóng bỏng, quyến rũ không kém gì em chồng tương lai Bảo Thi. Đây chính là sân bóng của gia đình Trang Biu La, một trong hai nơi tổ chức tiệc cưới cùng Thế Bảo tháng 8 này với khách mời lên tới 1.000 người. Với Thế Bảo, anh trai Bảo Thi, dù thường xuyên làm trợ lý đắc lực cho em gái nhiều năm nay, nhưng cuộc sống riêng của anh cũng rất sang chảnh và giàu có. Ngoài công việc kiến trúc sư, Thế Bảo còn kinh doanh bất động sản cùng gia đình, quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh và có thu nhập khủng. Nhờ vụ chia tay không mấy im ả với Tâm Tiết, Thế Bảo mới vô tình tiết lộ những thói quen chi tiêu hào phóng như chi 200 triệu trong vòng 3 tuần, thuê căn hộ chung cư cao cấp cho bạn gái, sắm sửa hàng hiệu. Dù rất ít công khai cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội và chưa bao giờ chia sẻ lên mặt báo, nhưng ai cũng có thể biết Thế Bảo sở hữu khối tài sản riêng rất lớn, không thua kém gì người em gái nổi tiếng và người vợ tương lai. Thế Bảo, anh trai Bảo Thi, từng nổi tiếng với cách tiêu xài cực mạnh tay, anh còn biết đến là doanh nhân thành đạt, kế thừa truyền thống kinh doanh bất động sản từ bố mẹ.
Từ những thống kê trên, không khó để hình dung cuộc sống khi về chung một nhà của Thế Bảo và Trang Bella sẽ như thế nào. Riêng khối tài sản mà hai người cộng lại đã là niềm mơ ước của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ. Dù chưa chính thức là vợ chồng, nhưng cuộc sống của Thế Bảo và Trang Bella đã khiến bao người phải ghen tị vì quá sung túc và sang chảnh.